công ty vật liệu Titan hân hạnh tài trợ video này. Công ty vật liệu Titan chuyên kinh doanh inox, nhôm, đồng, titan, niken, thép và các loại hợp kim khác. Chúng tôi chuyên cung cấp cho các công ty gia công cơ khí chính xác và các dự án trọng điểm tại Việt Nam. Hát karaoke. Trên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma câm. Người nào thích hát karaoke, khi chết sẽ làm ma câm. Người nào kiếp này hay đi du lịch, về già sẽ bị liệt, phải ngồi một chỗ. Người nào chăm cúng dường cho chùa, kiếp sau sẽ được giàu sang, ở nhà lầu. Đó là số ít trong rất nhiều những phát ngôn lệch lạc của một vị thượng tọa đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian qua. Tích cực kêu gọi mọi người cúng dường, tích cực lên sóng trên các trang mạng xã hội. Và rồi thì bị bắt gặp khi đang đi mua một chiếc xế hộp hạng sang. Vị thượng tọa với chiếc đồng hồ trăm triệu ấy còn tự ý sửa đổi giới luật không được tà dâm, thành giới không phản bội. Có lẽ rằng chưa bao giờ chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện sôi nổi và có phần hỗn loạn tới vậy của cộng đồng Phật giáo. Giữa lúc mạng xã hội đang tràn ngập những bài thuyết giảng online, những lời kêu gọi cúng dường, hàng loạt những sự kiện ồn ào như vụ rước xá lợn tóc Phật từ tận Myanmar về Việt Nam. Giữa lúc mà những sự kiện xô bồ như vậy tràn ngập khắp mọi nơi trong cộng đồng Phật giáo, thì sự xuất hiện của một hiện tượng mang tên Thích Minh Tuệ dường như đối lập hẳn với tất cả sự hỗn tạp đó. Trong suốt thời gian vừa qua, Thích Minh Tuệ là cái tên được tìm kiếm và xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội Việt Nam. Ngày 3 tháng 6 năm 2024, ông Thích Minh Tuệ đã dừng việc bộ hành khất thực một cách tự nguyện. Hành trình của những bước chân lặng lẽ ấy đã duy trì trong suốt 6 năm qua, từ Nam ra Bắc, và nó đã phải kết thúc chỉ vì mất đi sự lặng lẽ ban đầu. Dù ông Thích Minh Tuệ đã không ít lần bày tỏ mong muốn được yên ổn để bộ hành và tập trung vào tu khổ hạnh, thế nhưng khi đoàn người đòi đi theo ông ngày càng đông hơn, kéo theo những dòng người đông đúc, chen lấn, quay, chụp chụp, đã tạo ra những ảnh hưởng vô cùng xấu tới an ninh trật tự và mất an toàn giao thông. Không biết trong số những người đó, có mấy người thực sự muốn tu tập, muốn giác ngộ, hay phần lớn là vì tính hiếu kỳ, muốn câu like, câu view, mượn danh ông Minh Tuệ để trục lợi cho bản thân. Và những đối tượng chống phá đã nhân cơ hội này để xuyên tạc chính sách tôn giáo của nhà nước, nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc. Chào mừng đến với Battle Cry khám phá. Tại sao nhiều người quan tâm tới Thích Minh Tuệ như vậy? Không khó để lý giải nguyên nhân đại chúng đang dành sự quan tâm lớn tới hiện tượng Thích Minh Tuệ. Sau hàng loạt những vụ lùm xùm tai tiếng của những kẻ núp bóng người tu hành, như vụ loạn luân Tịnh Thất Bồng Lai, vụ nhà sư đi ba ăn thịt chó Thích Tâm Phúc, vụ sư trụ trì chùa Ba Vàng tổ chức dịch vụ gọi hồn, cùng với rất nhiều những người khoác áo Phật lợi dụng hình thức cúng dường để làm đầy ví tiền của mình, và gần đây nhất là những bài thuyết pháp gây hoang mang của thượng tọa Thích Trần Quảng, đã làm hoen ố hình ảnh của Phật giáo, gây ra một cơn khủng hoảng niềm tin của người Việt vào những sư thầy, tăng ni và nền Phật giáo Việt Nam. Sự xuất hiện của ông Thích Minh Tuệ với một hình ảnh hoàn toàn khác biệt của một người tu tập giản dị, lặng lẽ và khiêm nhường, giống như một làn suối nhỏ mát lành giữa những dòng sông chẳng chịt sự ô uế. Người ta dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt giữa hai con người cùng mang danh là người tu tập, Thích Minh Tuệ và Thích Trần Quảng. Hai cái tên này đều được giáo hội Phật giáo nhắc đến trong cùng một thời điểm, thế nhưng những phản ứng về họ thì hoàn toàn trái ngược. Khi giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về hiện tượng Thích Minh Tuệ không phải là một tu sĩ Phật giáo, vì ông không tu tập và không là nhân sự của bất cứ một ngôi chùa, một cơ sở tự viện nào của giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều người đã lên tiếng bênh vực ông Thích Minh Tuệ, vì bản thân ông cũng chưa bao giờ tự nhận mình là nhà sư. Ông luôn tự xưng mình là con và tự phát tâm đi tu theo phương pháp tu khổ hạnh của Phật Thích Ca lúc còn tại thế, để tôi luyện thân tâm, để trừ bỏ phiền não cấu trần. Theo phương pháp này, người tu luyện sẽ đi bộ khất thực, chỉ xin cơm, không xin tiền, mỗi ngày chỉ ăn một bữa duy nhất. Ông xem Phật Thích Ca là thầy và cũng xem giới luật là thầy. Ông không nhận mình là sư hay thầy của ai, không nhận đệ tử hay thị giả, không chủ động giảng đạo lý cho bất cứ ai, mà chỉ nói khi được hỏi. Vì tu luyện theo phương pháp khổ hạnh nên trang phục của ông Minh Tuệ cũng không giống một nhà sư mà chúng ta vẫn thường gặp. Thay vào đó, nó được làm từ những miếng vải vụn mà người ta vứt đi, sau đó được giặt sạch và vá lại thành y để mặc.
Tu sĩ tu hành hạnh đầu đà, không chọn chỗ nghỉ, mà tùy thuận nghỉ ở bất cứ đâu. Không nhận tiền của bất cứ ai, mà chỉ nhận đồ ăn, dùng cho một bữa duy nhất trong ngày. Tu tập thì không nhất thiết là phải khổ hạnh như vậy, nhưng dường như chính sự âm thầm, lặng lẽ và giản dị ấy mới chính là những giá trị cao đẹp và nguyên thủy nhất của giáo lý nhà Phật. Còn về phía Thượng tọa Thích Trần Quảng, một nhà tu hành có tiếng và giỏi làm truyền thông, với những buổi thuyết pháp được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, từng có lần nói bóng gió về hiện tượng Thích Minh Tuệ trong buổi lễ thuyết pháp của mình, với những câu từ miệt thị như những người mà ngưỡng mộ một thằng ba trợn mặc đồ rách, tay cầm một cái bát đi lang thang là tà tư duy. Ông còn nghi ngờ rằng thầy Minh Tuệ không hiểu về giới luật và Phật Pháp. Tuy nhiên, chính ông Thích Trần Quảng cũng thực hiện có thể nói là khá lỏng lẻo về giới luật của nhà Phật. Ở vị trí thượng tọa, đáng ra phải sở hữu đức hạnh cao, nắm vững tất cả giáo lý căn bản của Phật giáo. Thế nhưng, dường như ngài Thích Trần Quảng lại đôi khi quên mất những gì đáng ra một thượng tọa như ngài phải nắm vững. Hơn nữa, nói như vậy thì không khác gì là ông đang xúc phạm chính Phật Thích Ca. Trong một xã hội toàn những người lưng gù thì kẻ lưng thẳng mới là người khuyết tật. Trong một xã hội mà ai cũng thích nhận tiền thì kẻ từ chối nhận tiền bị coi là một thằng ba trợn. Cộng đồng mạng thì vẫn còn chưa hết chê cười sau những bài giảng lệch lạc về luật nhân quả của Thượng tọa Thích Trần Quảng. Ví dụ như là nằm võng là mất phước, cái võng là nơi để tiêu diệt hết công đức của chúng sinh, hay những người thích hát karaoke khi chết có nguy cơ làm ma cầm, những người hồi trẻ hay đi du lịch về già sẽ bị liệt, cúng dường cả cái nhà cho nhà chùa, còn mình thì dọn ra ở trong cái chòi thì sẽ có phước, vân vân. Những câu thuyết pháp sai lệch đó của nhà sư Thích Trần Quảng không khác gì đang bôi nhọ chính tôn giáo mà ông đang theo, bôi nhọ hình ảnh của một vị thượng tọa, một bậc tu hành, thành một người tảo lao và không xứng đáng được tôn trọng trong mắt của nhiều người. Sau đó, những hình ảnh về ông Thích Trần Quảng ngồi chân vắt vẻo, tay lướt điện thoại smartphone càng khiến cho ông xa rời hình ảnh của một bậc chân tu. Từ những sự khác biệt ấy, người ta bắt đầu dành sự yêu mến và kính trọng nhiều hơn cho Thích Minh Tuệ. Và rồi thì nhiều kẻ đã lợi dụng sự yêu mến đó, lợi dụng hình ảnh của ông Minh Tuệ để kiếm lợi nhuận. Những hiểu lầm về Phật giáo. Rất nhiều người đã tôn sùng Thích Minh Tuệ như một vị Phật sống, một bậc chân tu sẵn sàng quỳ xuống lạy lục để cầu xin phước lành, dù cho ông liên tục khẳng định mình không dám nhận cái danh ấy vì thấy bản thân mình vẫn đang trên con đường học tập, tu tập và vẫn còn nhiều thiếu sót. Đó thì lại cũng là một điều sai trái mà như ngài Content Creator Thích Trần Quảng vẫn hay nói là tà tư duy. Sự mù quáng ấy có lẽ đến từ những nhận thức sai lầm về Phật giáo. Trong cuốn Cuộc đời Đức Phật, câu cuối cùng mà Đức Phật nói với Ananda, môn đồ gần gũi nhất của ngài trước khi nhập Niết Bàn, đó là: các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Các người hãy lấy pháp của ta làm đuốc. Hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác. Đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các người. Hãy là ánh sáng của chính bản thân mình. Những người đệ tử của Đức Phật đã đi theo ngài gần 40 năm. Sự an toàn và ổn định dưới ánh sáng của ngài đã khiến cho họ hoàn toàn quên mất bóng tối là gì. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc rằng họ chỉ đang hưởng cái ánh sáng từ người khác và không thể tạo ra ánh sáng cho riêng mình. Phật giáo nguyên thủy vốn không hề đề cập tới một thế lực tâm linh nào đó ở trên cao, phổ độ và ban phước cho chúng sinh. Đức Phật cũng chỉ là một người bình thường bằng da bằng thịt. Ngài không có phép thần thông quảng đại để có thể giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, phiền não. Nhưng ngài có thể chỉ cho chúng ta con đường để thoát khỏi khổ đau và phiền não. Tuy nhiên, giáo pháp của Đức Phật là một phương tiện để đi vào thực tại, chứ không phải để miêu tả một thực tại. Cũng như ngón tay chỉ lên mặt trăng, không phải là mặt trăng. Người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Còn nếu cố chấp mà chỉ nhìn vào ngón tay, nếu cho rằng ngón tay là mặt trăng, thì sẽ không có cơ hội nào để có thể thấy được ánh trăng cả. Giáo pháp là để thực tập, chứ không phải để cất giữ mà thờ phụng và ca ngợi. Chiếc bè là để giúp ta qua sông, chứ không phải để chúng ta vác lên trên vai mà tự hào. Giáo pháp dạy cũng như là một chiếc bè, phải sử dụng nó để đi sang bờ bên kia. Đức Phật chưa bao giờ cần được thờ cúng, chưa bao giờ cần được tôn sùng. Ngài chỉ cần những người theo ngài
học Ngài mà hiểu được những gì Ngài dạy, Ngài nói. Đức Phật là thầy, Đức Phật không phải là thần. Nếu như ai đó cúng bái Đức Phật, dâng tặng những thứ lễ vật sang trọng lên Ngài mà lại không hiểu những điều Ngài nói, thì đó không phải là tôn trọng mà là đang xúc phạm Đức Phật. Tương tự như vậy, đi chùa với tâm thế để cầu xin, để cúng dường thật nhiều, thật hậu hĩnh và đổi lấy một mong muốn vật chất, đó chính là tham sân si mà chính giáo lý của nhà Phật luôn bác bỏ. Vậy thì cái luật nhân quả mà Ngài Thích Chân Quang hay đề cập là cúng dường thật nhiều để có kiếp sau giàu sang, hay là cả đám người lũ lượt bám theo ông Thích Minh Tuệ để được ké một chút phềm, níu một chút hư danh, tất cả đều đáng phải lên án, tất cả đều đi ngược lại với giáo lý nguyên thủy của nhà Phật. Nếu như hiểu được những điều đó, có lẽ nhiều người sẽ không còn coi bậc tu hành như Phật sống, cũng không bị mê hoặc bởi những lời thuyết pháp lệch lạc, và cũng không bị những kẻ xấu lợi dụng lòng tin tín ngưỡng để kiếm lợi nhuận. Những chiếc ống kính, máy quay và những buổi phát sóng trực tiếp đã liên tục chĩa vào ông Thích Minh Tuệ 24/7 để cập nhật từng phút từng giây hành trình khất thực của ông. Nhiều người chẳng cần định nghĩa hai chữ tu tập, chỉ cần thấy ông Minh Tuệ được kính nể trong vài ba phút, sẵn sàng bỏ lại gia đình khó khăn, nghèo khổ, bỏ mặc sức khỏe của mình, cạo trọc đầu và ôm cái ruột nồi cơm để đi theo ông. Trường hợp điển hình nhất phải kể tới người đàn ông tự nhận mình là hộ pháp Thích Kim Cang, xuất phát là một người làm nghề lơ xe dạo, có hai người con thì một đứa nhỏ mắc chứng tự kỷ, một người vợ với thu nhập bấp bênh. Thế nhưng nhân vật này đã từ bỏ gia đình của mình để lên đường đi theo Thích Minh Tuệ. Vậy đó có phải là từ bi, có phải là buông bỏ đúng theo giáo lý của nhà Phật hay không? Trong khi ông Minh Tuệ thì luôn tự xưng là con, thì Thích Kim Cang lại thường tiện mồm mà xưng mình là thầy. Trong khi Thích Minh Tuệ thì cố gắng thoát khỏi sự cuồng tín của mạng xã hội, thì cái ông Kim Cang ấy lại thường nhanh nhẹn mà tranh thủ chiếm sóng, cố gắng phổ biến hình ảnh của mình trên khắp cõi mạng. Trong khi ông Thích Minh Tuệ ẩn tù, thì Thích Kim Cang lại đang nổi lên với những hình ảnh phản cảm, hết đi bar rồi lại đi ăn nhậu. Thậm chí, ngay sau khi rời khỏi đoàn bộ hành, người ta đã thấy ông Thích Kim Cang đi nhận những kèo quảng cáo cho cửa hàng xe máy, mở đạo tràng riêng và thường xuyên lên mạng livestream chém gió với các fan. Mình tự hỏi rằng, liệu Thích Kim Cang có thực sự muốn tu tập, muốn học theo giáo lý của nhà Phật, hay là đi theo chỉ nhằm PR cho chính hình ảnh và tên tuổi của mình, để sau này nổi tiếng và dễ nhận quảng cáo cũng như kiếm tiền hơn. Ông này còn nói dối về thân phận và gia cảnh của mình, đến nỗi mà người vợ ở nhà khi tình cờ thấy trên livestream có xuất hiện hình ảnh của chồng mình thì đã vội khóc lóc nhờ vả mọi người khuyên ông ấy trở về để lo lắng cho gia đình. Thế nhưng có lẽ chị ấy cũng không cần phải quá lo lắng đâu, bởi sau chuyến bộ hành này, chồng chị đã kiếm đủ số fame cần có và rất có thể sẽ trở thành một KOL với mức thu nhập không hề nhỏ. Vậy mà nhiều người vẫn cuồng tín, tin tưởng Kim Cang như người bảo hộ cho Thích Minh Tuệ, thậm chí còn xin vía ông này để gặp may mắn. Tất cả sự rối ren, hỗn tạp và lộn xộn đó có thể chẳng làm cho ông Thích Minh Tuệ đánh mất sơ tâm của người tu tập, nhưng nó khiến cho tinh lực của ông ngày càng suy cạn, bởi cảm giác bị đại chúng theo dõi từng cử chỉ, từng hành động, mọi lúc mọi nơi. Nó làm xa lệch đi giá trị tốt đẹp mà hoạt động bộ hành tu tập khổ hạnh của ông. Và hơn hết, nó làm biến chất Phật giáo, làm xa lệch đi tất cả những giá trị khởi nguyên nhất mà Phật giáo để lại cho xã hội. Chính vì những điều đó mà ông Minh Tuệ đã phải dừng lại. Nhưng rồi thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Sóng gió vẫn tiếp tục nổi lên. Lần này là những câu chuyện bịa đặt, những luận điệu xuyên tạc về vấn đề dừng bộ hành của Thích Minh Tuệ. Những xuyên tạc trắng trợn. Việc nhiều người đi theo ông Thích Minh Tuệ đã gây ảnh hưởng tới giao thông, trật tự. Trong đó thì một số người đã gặp vấn đề về sức khỏe, bị sốc nhiệt, bị đuối sức, nằm gục trên đường, thậm chí có người còn tử vong. Trước những sự việc nêu trên, các cơ quan chức năng đã phải gặp gỡ, trao đổi với ông Thích Minh Tuệ về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để ông Thích Minh Tuệ được đi bộ và hành trình theo ý nguyện. Song thì cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Thích Minh Tuệ đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân và tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Thế nhưng, ngay khi Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về việc ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực,
thì các tổ chức như Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do, Chân Trời Mới Media, Thời Báo .de, v.v. đã liên tiếp công kích, xuyên tạc rằng việc ông Thích Minh Tuệ dừng khất thực là do bị trấn áp, xuyên tạc chính quyền đang vùi dập một người chân tu chính nghĩa hay áp đặt người dân không được sống đúng với tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Và từ đó thì các tổ chức này đã kêu gọi người dân lên tiếng phản đối chính quyền, cổ suý cho việc người dân tiếp tục xuống đường để khai phóng, đi theo Thích Minh Tuệ để đi tìm thế giới của riêng mình. Với việc cổ suý trào lưu xuống đường đi theo thầy, thậm chí bắt chước cách ăn mặc, màu áo chắp vá, ôm lõi lồ cầm điện, đi chân đất từ Nam chỉ Bắc và ngược lại, kêu gọi mọi người bỏ công bỏ việc, bỏ nhà cửa ruộng vườn để đi theo. Và như vậy thì cảnh tượng xã hội sẽ như thế nào? Việc kêu gọi bộ hành khất thực như vậy lâu dần sẽ định hình quan niệm tu là cứ phải vô gia cư, cứ phải lang thang ra đường ăn xin, ăn mặc rách dưới, tối đâu là nhà, ngã đâu là đường. Hệ quả lâu dài là biến xã hội thành rối ren, kinh tế thì đình trệ, đời sống thì hỗn loạn, để gia tăng các mâu thuẫn, hạ uy tín của Phật giáo. Họ đã bịa đặt, miệt thị đường hướng phục vụ đạo pháp, dân tộc chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xuyên tạc rằng đó là tinh thần lệ thuộc nhà nước của giáo hội. Đài RFA thì tung các video khai thác các bình luận của một cựu nhạc sĩ có tiếng đã chạy ra hải ngoại với những lời lẽ phỉ báng, miệt thị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhà nước ta. Dựa vào những thông tin trên mạng xã hội về việc cán bộ tại một địa phương ngăn cản đám đông bộ hành gây lộn xộn tại một nghĩa trang khi ông Thích Minh Tuệ đi qua, thì trang Fastpage Việt Tân đã giật cái tiêu đề rằng chính quyền không cho thầy Minh Tuệ dừng chân qua đêm. Họ vu cáo việc đàn áp, kích động nhiều người và bình luận chống phá. Bên cạnh đó, không biết các Facebooker, YouTuber, TikToker hay cả những influencer trên không gian mạng đã bất chấp sự thật, kiếm tiền bằng cách tung nhiều bài, nhiều video, clip, phỉ báng, miệt thị chư tăng ở các chùa to Phật lớn, kèm theo các luận điệu kiểu tu hành, không chùa, không cúng dường, từ bỏ Phật chất như ông Minh Tuệ mới là thành tịnh, mới là chân tu. Họ đưa những thông tin sai sự thật về việc chính quyền cản trở không cho người dân được tự do thực hiện tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời thì thổi phồng thành thần tượng nhằm đánh vào tâm lý hiếu kỳ của nhiều người, vì tò mò mà bỏ công sức, bỏ tiền bạc, bỏ thời gian đi theo ông Minh Tuệ như hình với bóng. Và chính điều này đã gây ra khó khăn cho các lực lượng chức năng đã phải căng mình để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vấn đề trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A. Nhiều đoạn ùn tắc và làm phiền toái, ảnh hưởng tới công việc làm ăn, buôn bán của rất nhiều người dân. Một làn sóng truyền thông bẩn của các thế lực thù địch, chống phá đã không ngừng cắt ghép video, hình ảnh, những thông tin mang tính chất so sánh phiến diện, tiêu cực nhằm chỉ trích, phỉ báng, làm xói mòn niềm tin, chia rẽ cộng đồng Phật tử và hạ uy tín của Phật giáo. Qua đó thì gieo rắc sự hoài nghi, phân biệt giữa người tu trong các tổ chức tôn giáo với người tu khổ hạnh, cho rằng phải là khổ hạnh thì mới là chính pháp, nhằm tạo ra những sự mâu thuẫn bên trong tôn giáo. Từ trước tới nay, nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân đã được các cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Trong quá trình đó, ông Thích Minh Tuệ đi khất thực, chính quyền các địa phương luôn tạo điều kiện để ông được đi bộ, được hành trình theo ý nguyện sống, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe. Vì vậy, việc tung tin chính quyền địa phương, lực lượng công an cấm cản hay trấn áp ông Minh Tuệ, vây giáp người dân là những thủ đoạn xuyên tạc nhằm tạo làn sóng dư luận phẫn nộ chống đối lại nhà nước. Suy cho cùng, mọi sai trái đều đến từ sự mù quáng, và mọi sự mù quáng đều đến từ thiếu nhận thức và sự dốt nát. Bám theo một người tu bộ hành nhưng không hiểu tu là gì, miệng Nam Mô nhưng trong đầu không hiểu một chút giáo lý gì của nhà Phật, cúng thật nhiều tiền bạc lễ vật cho chùa nhưng chẳng hiểu gì về nhân quả, về Phật giáo, tất cả chỉ làm sai trái đi sự cao đẹp của đạo Phật. Phật giáo luôn là một tôn giáo tốt đẹp. Giáo lý của nhà Phật luôn dạy chúng ta làm việc thiện, dạy chúng ta cách để từ bỏ tham sân si, cách để sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Đừng để bản thân mình làm vấy bẩn những sự cao quý đó của đạo Phật. Mong rằng đạo Phật sẽ luôn đẹp và mãi phát triển.